nó cũng liên lạc về thì nó nói nó đi theo bà chị bán trà sữa cho bà chị, nó nói vậy đó. Chứ rồi gần lúc mà gần lễ nè là mới nó mới điện về nó khóc, nó nói mẹ hỏi, nó khóc cỡ 7 giờ mấy hỏi gì vụ gì khóc nói cho mẹ nghe. Rồi nó nói con đi vô con tiếp bia, tiếp bia chung với nhỏ tiếp viên á, mà nó ra nó nói con không uống thì ông quản lý vô hỏi con trả lời con nói gì, cái ông bay vô ông tán con Trời nói vậy. ơi. Dạ rồi em xin phép chào chị. Chị có thể giới thiệu chị tên là gì? Em tên Quỳnh Thị Sinh, Chị là quê quán ở đâu? quê Sóc Trăng. Hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đây chị? Nhờ anh em hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giùm cứu con em về. Là tìm con đúng không ạ? Tìm con em về. Con chị họ tên là gì? Quỳnh Thị Thảo Nguyên, Bé năm nay nhiêu tuổi rồi chị? 14 tuổi. 14 tuổi ha. Bé bỏ đi lâu chưa chị? 6 tháng rồi. Trời đất ơi. 14 tuổi Dạ. mà bỏ đi 6 tháng rồi. Sao 6 tháng rồi mà hôm nay chị mới về đây? Em không biết là nó cũng liên lạc về thì nó nói nó đi theo bà chị bán trà sữa cho bà chị, nó nói vậy đó. Chứ rồi gần lúc mà gần lễ nè là nó mới điện về nó khóc, nó nói mẹ hỏi, nó khóc cỡ 7 giờ mấy hỏi gì vụ gì khóc nói cho mẹ nghe. Rồi nó nói con đi vô con tiếp bia, Trời ơi. tiếp bia chung với nhỏ tiếp viên á, mà nó ra nó nói con không uống thì ông quản lý vô hỏi con trả lời con nói gì, cái ông bay vô ông tán con Trời nói vậy. ơi. Lâu chưa chị? Ra bữa gần tới lễ 30/4 Con gái mình có chia sẻ là mình làm ở quán nào không? quán, nó điện về nó nói là mẹ ơi con làm ở Cần Thơ Thái Lai Cờ Đỏ Lộ Tẻ đi vô. Mẹ đi tới Lộ Tẻ mẹ hỏi quán karaoke Thanh Trúc ai cũng biết. Cái sự việc này gia đình nhà mình từ khi con bỏ đi á, mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Chưa, em chưa có trình báo tại vì không biết nha. Lý do gì mà mình không trình báo cơ quan chức năng công an? Đâu có biết là nó đi bán quán đâu, nó nói là nó đi giúp việc cho bà chị, Ôi trời đất nó ơi. nói gì đó. Hôm nay là chị về đây với ai đây? Em đi lại với ông anh chạy xe với thằng con em à. Giờ ông xã chị đâu? Ông xã em đi phụ hồ, Chị là được mấy người con? em ba đứa nhỏ, con gái đó với hai đứa nhỏ, đứa 4 tuổi với đứa 6 tuổi nhà nữa. Về cái sự việc này con nhà mình bỏ đi là lúc đi là chị có biết không? Không, nó đi là em không biết, nó nói là nó đi kiếm chuyện làm, nó đi bán trà sữa cho bán cho bà chị làm trong công ty, giờ bà lấy chồng rồi, giờ bà mở trà sữa bán, đi phụ bán tới ba đứa, là nó nói gì đó. Trời đất ơi, con nhà mình là không đi học nữa. Nó học mới lớp 2 là nó nghỉ rồi. Ôi trời ơi, sao lớp 2 là nghỉ rồi chị? Hồi lúc trước em gửi ông ngoại ở dưới quê em lên em đi làm, để tiền về rồi kiểu như là trời mưa trời gió quá rồi lội xa quá với ông ngoại ông già quá. Rồi em kêu hơn rồi nó nói thôi gì nói với ông ngoại nghỉ luôn. Rồi ông ngoại đưa nó lên trên đây ở đi, ông ngoại đi phụ hồ. Vậy là mới học lớp 2 là nghỉ học rồi. Mới học lớp 2. Vì lý do là trời mưa trời gió. Trời mưa trời gió với trường xa quá. Là mình ở Sóc Trăng Em hả? ở Sóc Trăng mà ở trong chung quê đi xuồng đi ghe không à. Vậy ở đó những bạn khác đồng trang lứa với con nhà mình có đi học không? Cũng có đi mà cũng có đưa rước thì con em nó cũng học được lớp 2 đó, mà sao nó không chịu đi học đó. Lớp 2 cái này là do bố mẹ rồi, do Thì cha mẹ chắc do rồi. em á. Rồi ba ra trước kia là ba làm gì? Ông già em hả? Không, ý là ông xã chị á. Ông xã em hồi đó thì em gặp thì nó ở nhà nó không có làm gì trơn á, nó chạy nhõng nhõng đi chơi vậy đó, không làm gì Ông hết. xã kìa. Thì đó Ông xã sao lại nhỏng nhỏng đi chơi là nhõng sao? nhõng đi chơi vậy đó, rồi sau này mẹ nó mới làm chế cho nó đi lao động bên Singapore á. Ô, ông xã chị đi xuất khẩu lao động luôn hả? Đi lao động xuất khẩu bên Singapore rồi lấy vợ bên bển luôn. Ô, sao chị nói ông xã đi làm hồ là sao? Ông xã sau này đi làm hầu, ông xã À. trước thì đi lao động xuất khẩu, ông xã trước có con bé đó đó. Vậy là ông chị lỡ đò rồi đúng không? Vậy là bé này là con của ông xã đầu. Còn ông xã sau là mình được hai đứa con hả? Hai đứa, đứa 4 tuổi với đứa 6 tuổi. Vậy là chị đẻ bé ra được bao nhiêu tuổi thì mình biết tin là ông xã đi nước ngoài và lấy vợ khác. Em lúc em đẻ nó ra 8 tuổi cha nó mới đi. Cha mới đi nước ngoài hả? Em chỉ nghe vòng vòng ở đó người ta nói thôi chứ em không biết, rồi sau này là em mới biết chính xác là nó đi.
Là đi nước ngoài. À đi lao động bên Singapore. Ủa kìa, vậy là mình không có ở chung với nhau hả? Không có ở chung, lúc là em với nó em có bầu 4 tháng là em với nó cự là em đi về gia đình ruột em mở rồi, gia đình À, bên em á. có Rồi. bầu bé này À à. có bầu 4 tháng là em đi rồi, tới hồi em đẻ ra người ta nói là con mày vợ mày đẻ con gái nó có chạy qua nó thăm. Thì Nó để thắp nhỏ cái tuổi hạnh hơn phúc em mà xuống. nó tuổi con trâu đó. Từ Châu Trâu nhỏ đó. Ba mấy tuổi đó. Châu là 8 85 hả? À Còn chị năm nay nhiêu? nó em 46 rồi. À, 85 là năm nay 39. À đó Chị nó nhỏ tuổi 46 là em. nhỏ hơn 7 tuổi À hả? nó nhỏ hơn em 7 tuổi. Ngày xưa là mình làm mai hay là tự quen? Hai đứa tự quen. Chị cho em một tấm hình đi. Rồi chị ngồi đi. Vậy là mình quen thời đó mình có cưới không? Không có cưới, hai đứa gặp nhau ở chứ không có cưới. Ờ thì có bầu rồi, ba nó là hai vợ chồng cự lộn, cái là chị đi À, rồi. rồi đi về nó. Rồi là ba cũng bỏ đi luôn. Lúc đẻ bé này ra ba có biết không? Biết ba nó biết sanh rồi rước trong nhà thương rước về ba nó có đi lại thăm thăm con bữa một gì đó không có mua cái gì cho chứ rồi thăm rồi là đi về Trời luôn ơi. Thì là bản thân chị là nuôi con một mình hả? à nuôi thầy đó nuôi nó tới 8 tuổi lần đó 8 tuổi rồi mới gửi về cho ngoại gửi về À, quê cho ngoại rồi cho ngoại cho nó đi học 8 tuổi là đang học lớp 2 đấy. à, lúc đó em đi bên thành phố em giữ con cho người ta tháng 8 triệu giữ con ở nhà người ta luôn Ồ, 8 triệu là cao à, đấy. thời lúc đó giữ mày cái anh chị đó cũng thương lắm Dạ. Rồi sau đó về là được bao lâu thì mình lại đi bước nữa? cái về sau này cái về không làm nữa đi về con người ta lớn người ta gửi nhà trẻ rồi cái mình đi về về quê rồi cái nói thôi về quê giờ không có chuyện gì làm nói thôi để con đi lên vô công ty làm thời vụ Dạ. rồi cái đi lên cái gặp anh này chạy tới chạy lui rồi cái ở anh này anh cũng đang có vợ ở với vợ cũng vợ hai vợ chồng cũng cự 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 vậy đó Trời không đất ơi, sao người ta đang ở với vợ mà mình quen chi á? à vợ hai vợ chồng người ta ly thân kiểu như là không có ở nữa chờ ngày ly dị thôi Ly thân nhưng mà chưa ly dị mà mà. vợ với ảnh là không có ở chung Chị gan dữ hả? Sao lúc đó mình liều dữ hả? à vợ người ta cũng cho ở mà Cho vậy hả? à vợ người ta không có còn thương nữa Là mình lúc đó là mình suy nghĩ kỹ chưa mà mình đi bước nữa? hai em với ảnh quen cũng lâu lắm rồi nó thấy vậy thôi ảnh thôi vợ vậy thôi hai đứa sát vô lo làm ăn lận nuôi con thôi rồi vậy thôi Rồi sau đó là có mình có hai bé ha, dạ là mình ở chung hết một nhà không? ở chung với em với chồng em với hai đứa này thôi con em thì nó ở với ngoại Rồi hàng tháng ngoại mình có gửi tiền về cho con không? thì nó ở kế bên nó chạy qua chạy lại ăn vậy nó đi làm thì ngày em cho nó 30 thế là Vậy là mấy tuổi là con nhà mình bắt đầu ra đời đi kiếm tiền rồi? nó đi vòng vòng nó phụ quán cà phê gần gần nhà Trời ơi, lúc đó đi là mười mấy tuổi? lúc đó thì nó 11 12 tuổi rồi 11, 12 tuổi mà gia đình nhà mình đã cho đi kiếm tiền rồi hả? thì nó cha làm kế bên vậy đó sáng cái em đưa cho 30 ngàn gì ở nhà ăn rồi em đi làm rồi nói nhà nó ra nó phụ ngay trước cửa vậy đó phụ người ta vậy đó Khi tháng mà ta cho 1 triệu mình... rưỡi gì đó Em biết rồi, cái tuổi đó là tuổi ăn tuổi học mà. Cái tuổi 11 tuổi là cái tuổi biết gì đâu đi làm. Chị này em hỏi này, cái lúc đó cái động lực nào mà dẫn tới cái việc mà gia đình nhà mình quyết định cho bé ngừng học? em hồi đó em làm trên thành phố rồi nó ở với quê với ông ngoại nó học rồi cái em mới nhớ nó em kêu ông ngoại chở nó lên cho em thăm chở lên rồi nó cũng không về nữa rồi em cũng không muốn xa nó vậy đó Sao mình không xin cho học trên thành phố luôn? rồi tới đó em đi làm ở nhà người ta thì người ta cũng nói để người ta nhận con nuôi người ta đưa nó đi học rồi em không chịu em thấy ở trên thành phố em sợ Không chả chịu. suy nghĩ gì đó Mình cái hoàn cảnh của mình đã không có tiền, mình đã khó khăn rồi mà con mình có một cái cơ hội vậy sao không cho người ta giúp con mình đi học? ông đó ông kêu thôi mẹ làm ở đây thì đưa để con này đi nhận cho con đi học luôn rồi em nói thôi nó ông ngoại nó ở đâu cho nó ở đó với ngoại rồi đó bây giờ nó sống với ngoại nói gì đó Trời đất ơi, vậy là cả cái tương lai của con của chị bây giờ là mù mịt rồi. Vậy là đưa về quê là cho nghỉ học luôn. à, mới cho nó nghỉ học luôn Nghỉ vậy học. mà nó cho điện thoại nó bấm lẹ lắm nó bấm chạch 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 hồi là nó đạp xe nó đi về nó nói nó kiếm việc chuyện làm cái gì đó Năm bao nhiêu tuổi thì bắt đầu là đi kiếm việc anh làm? năm 13 tuổi
13 tuổi, À lúc đó chị biết không? thì em cũng đi làm thì nó kêu là nó đi làm vòng vòng ở đó thì cho nó đi vậy đó, nó phụ bán bánh trung thu bánh bía rồi nè vậy Rồi đó. từ khi nào là bắt đầu con nhà mình nói với mẹ là đi đi làm xa nhà? Cái xong rồi em nói gì nè, thôi Phúc ơi con ở nhà con giữ em đi, con kiếm chuyện làm trên mạng đi lặn cho mẹ đi làm, con ở nhà con giữ em đi. Cái nó nói thôi mẹ bệnh mẹ lên máu hoài để con đi làm, cái nói thôi vậy đăng lên mạng kiếm cho mẹ ăn đứa nít mẹ giữ. Cái nó đăng lên mạng nửa tiếng sau thì có người đó đem lại cho em giữ đứa em bé, giữ đứa 7 tháng, giữ tháng 6 triệu bao ở tại chỗ luôn. Rồi cái em mới thấy em bệnh hoài à, rồi em mới nói giữ không nổi nữa cái em đưa cho ông ngoại, và hiện giờ ông già em cũng giữ thằng đó được 2 tuổi rồi, lâu lâu mẹ nó mới lại thăm. Trời ơi. Rồi bây giờ em giữ mướn cái thằng đó 6 tuổi mà ngày 50.000, giữ kiếm tiền mua đồ ăn hàng ngày thôi chứ không có dư. Vậy là cụ thể chính xác là ngày bao nhiêu con nhà mình bắt đầu là đi làm? Đi làm ở xa? Đi làm ở xa là em tính là chỉ là 6 tháng đúng luôn đó. 6 tháng đúng. À 6 tháng em tính, em nói là em tính từ ngày đó. Con nhà mình sinh năm mấy? Em nói năm nay nó 14 tuổi. 14 tuổi là năm mấy? Chị biết không? Không em không nhớ. Ông trời đất ơi. Mà nó 14 tuổi đó. Là chị không nhớ con mình sinh năm À bao em nhiêu không luôn nhớ hả? nha. Thật luôn hả chị? Không em không nhớ thật, em không có để ý là đi lên đây là để coi giấy tờ rồi lên đây nói, em không có để ý mấy cái vụ đó. 14 tuổi năm nay là sinh năm 2010 á, chị biết không? Nó Năm nay nói năm là nó nói nó sanh 2000 cà cà ba cái gì đó. năm nay năm 2024. À Con nhà mình mà 14 tuổi là sinh năm 2010 à nó nói Tết nhá. năm nay là đúng 14 tuổi luôn. Vậy rồi là khi con gái mình đi mới gọi điện cho chị hay là lúc đi là viết thư cho chị? Đi rồi nó gọi điện về, Nói nó sao? nói là bữa đó nó điện về gần Tết đó, nó điện về cái em hỏi sao bữa nay con nói chuyện khao khao vậy, nó nói con mới vô tiếp bia bị khách đổ bia lên đầu. Em đang nói cái thời gian đầu tiên thì em chưa là nói đến cái việc là đó. coi đầu tiên sao Đầu đầu tiên đi làm được bao lâu thì gọi điện về cho chị? thì nó mới đi xuống dưới thì nó điện về, nó nói mẹ ơi con qua tới bà chị dỗ bà chị rồi, nói làm gì, nó nói con bưng phụ bà chị trà sữa. Nói con làm được thì con gán làm, nếu mà con làm không được thì con về. Làm ở đó là làm ở đâu? Nó nói làm ở Bình Dương nè, Ôi nó nói gì trời đó, ơi. nó làm ở cả ở bến xe Bình Dương á, bến xe biết mà mình hay đi á, nói vậy con làm được thì con làm không được thì con về con giữ em cho mẹ đi làm chuyện nhà nữa, nói gì đó. Nó nói thôi mẹ ở nhà đi con làm mà con gửi tiền về cho mẹ mua thuốc uống. Nó nói gì á, à, con đăng lên mạng con kiếm thuốc bệnh cho mẹ rồi, nó nói gì đó. Con nhà mình có quen ai ở chỗ đó không? Quen ở chỗ Cái chỗ mà việc làm bê trà sữa có quen hay là lên mạng đi tìm? nó đi tìm trên mạng, nó chắc nó cũng hẹn hò rồi ba bốn đứa nó xúm nhau nó rủ nó đi á. À, chứ em không có biết chữ, là em giả tỷ nó để cái máy đó mà nó nhắn em cũng không biết nhìn vô là không có biết nữa đó. Rồi cái nó đi cái nó điện về nó nói con tìm được chuyện làm rồi, hỏi làm gì bán trà sữa. Cái sau này gần Tết nè nó mới điện về nó khóc, là nó nói nó xuống tới dưới Cần Thơ rồi. Rồi từ từ em sẽ hỏi đến chuyện đó sau. Lên bán trà sữa được, có gửi tiền về cho chị không? Có Gửi đem nhiều về không? được thì 500, có khi vài trăm gì đó, từng đem về vài trăm vài trăm về thì em tính hết luôn là cũng được 1 triệu mấy đó. Chịu mấy ha? À Lúc con gửi tiền về mình có vui không? thì nếu nói là tiền này con làm hả, là tiền lương hả, là con mượn của người ta, nó nói là tiền con lãnh tiền từng, nói vậy đó, nói là làm không có mượn nghe, nói gì đó, nói con làm được thì con làm không được thì con đi xe ôm về mẹ kêu ngoại trả Cái tiền. cảm xúc em hỏi thật, cái cảm xúc lúc đó mà cái thời điểm con gái nhà mình gửi tiền về cho chị á, chị có hạnh phúc Không không? có vui, Sao không vui? tại vì nó còn nhỏ quá, em cứ nói nó hoài ở nhà giữ em đi mẹ đi làm, Còn mới nhỏ đâu quá không phải đi không làm, có vui hả? không Không có có vui vui sao mình cho con đi làm chi? thì nó sinh nó đi làm. Nó sinh mình là mẹ nó mình phải biết chứ. Mình phải biết được chứ sao lại mình phải sắp xếp cho nó Em chứ đâu có muốn cho con em đi làm sao đâu. lại để nó sắp xếp mình được? Đúng không? Thằng nhà ai nói nó cũng không nghe hết trơn, nó nói gì nó cũng đứng thinh Tại à. vì nhà mình có cho nó đi học đâu. Do nhà mình đấy. Mới 11 tuổi mà đã cho nó đi làm ở quê rồi. 13 tuổi đã cho đi làm xa rồi. Chị, em hỏi thật chị này, chị không sợ bị người ta lừa người ta bán đi hả?
Chị có sợ không? Sợ, nhưng mà nó nói nó ở vòng vòng Bình Dương này không, nó cứ nói là đi làm với cái chị làm nhà quản lý ở đây nè, nó nói ở cùng quê với mình luôn, nó nói gì đó. Chị có biết không? Có gặp chị đó chưa? Gặp mà ý là em nói đâu mày cho tao gặp bà chủ mà tao nói chuyện, rồi cái nó nói bả đi chợ không à, đi đâu không, đi gom tiền cái này kia, nó nói vậy đó, nó không có cho gặp. Thì đó, nói vậy là chị hiểu không? Ở nhà có xe đạp điện kìa, em không biết chạy, phải em biết chạy là em ghìm theo nó, em đi tới chỗ rồi, không Dình biết. gì mà dình, dình sao được mà dình. Rồi thì cái thời gian mà con gái chị gọi về cầu cứu là mới đây hả? Mới đây gần Ngày nào? còn 4 bữa nữa là lễ đó, Lễ là lễ nào mới được lễ chứ? 30/4 này nè. À, vậy là ngày 26 hả? Đó, nó nói còn 4 bữa nữa lễ là 30 con về với mẹ, nó nhớ về nghe. Con về mẹ nấu canh chua cho con ăn nha. Nó Trời mẹ đất nấu con ơi. về nữa. Nè, con gái gọi điện lúc đó là ban đêm hay ban ngày? 7 giờ tối á. 19 giờ tối đúng không? Gọi điện với chị nói sao? Mẹ cái hỏi gì nữa này, gì khóc để nó nói con mới bị ông quản lý quýnh thì nó quay bằng điện thoại á, nó quay vô điện thoại ngoại, em đâu có điện thoại đâu, mỗi lần nó điện là ông ngoại cầm máy qua cho con nghe, để thấy cái mặt nó đỏ cục gì nè, gọi nhỏ tiếp viên kia thì lấy đồ chùi chùi cho nó, nói cái mấy người đó nói mày cầm cái tấm hình này nè, mày ghi âm lại rồi mày cầm lên anh Hải, nhờ anh Hải đi cứu nó về liền. Cái hôm đó mà con gái mình gọi điện về cầu cứu là nói là bị quản lý đánh hả? Và tại sao mà quản lý lại đánh? Có nói cho chị biết Rồi không? em hỏi sao mà cái thằng đó nó quýnh, cái nó nói là cái con nhỏ tiếp bia chung á là con vô con uống, mà nó nói con uống nó ra, nó nói với ổng gì đó, rồi ổng hỏi con trả lời, rồi ổng quýnh con đó, nó nói gì đó. Vậy hỏi quýnh rồi sao chủ đâu, sao chủ không giải quyết, chủ không cho người ta về mà sao bị quýnh mà chủ không giải quyết đó, em có nói một câu gì đó. Nói với chủ cái mấy người ở vòng vòng đó nói mày đừng có nói nhiều hết trơn á, mày ghi âm lại, mày chụp hình lại, mày cầm tấm hình này mày chạy lên anh Hải liền, kêu anh Hải đi xuống cứu nó, là người ta đi xuống cứu nó về liền à. Cái video, cái cuộc điện thoại đó chị còn giữ không? Cái máy nè nó bị ấy rồi, đâu có được đâu, tự nhiên cái Facebook bây giờ nhập vô không được. Mỗi lần em nhà điện cho con em là em qua bển em kêu người ta bấm giùm, con em nói chuyện là em mới cầm máy nói, chứ Tại em không sao biết. cái thời điểm đó chị không đi báo công an? Em đâu có biết, em sợ gì nè, lên công an hả là cái gì đó đăng lên con mình sau này nó về nó mắc cỡ, là em suy nghĩ gì đó, Chị suy nghĩ hay quá. thì em suy nghĩ gì đó, rồi mấy người này nói em mày suy nghĩ gì bậy, rồi nói gì đó Mắc con cỡ mình bây giờ là con chị như thế nào chị biết không? Bây không giờ chị biết có biết được con chị cái tình trạng như thế nào không? nói dưới á, Nó dưới nhưng mà chị có biết được con nhà mình ra sao không? Làm như thì thế nào không? không có biết là nói Ôi ra trời ơi, sao con chân. trai dễ thương quá kìa. Con trai lấy khăn giấy cho mẹ lau nước mắt luôn kìa. Trời ơi, đáng yêu quá. Chị, bây giờ em hỏi chị nè. Chị có biết con gái mình làm trong quán đó là quán gì không? Quán karaoke Thanh Trúc Em biết rồi nhưng mà chị có hiểu được cái mức độ công việc ở đó là như thế nào không? không biết thì nó nói vô tiếp khách vậy Đến đó, giờ mà chị vẫn chưa biết. nó đâu có nói rõ đâu mà biết. Em không biết chị khờ thật hay là chị giả ngô Không giờ ngay không chị không cái biết. này là không biết thiệt, nó nói nó không có nói, nó không có nói là nó vô trong đó nó làm gì trơn á. Chị đông anh chị em không? Nhà em 5 chị em gái không à, Có dòng họ bà con có biết chuyện này chưa? thì bạn tính rồi mới đi đó, rồi mấy người kia ta đi làm ta lo gia đình ta mà Rồi, ai họ tức là họ trước khi chị về đây là gia đình nhà mình có họp gia đình rồi đúng không ạ? nhà có họp ta Gia nói đình nhà mình có đưa ra cái sự việc con gái nhà mình làm ở đó là làm như thế nào không? có mấy người này nói là đi vô trong đó làm là đi tiếp karaoke chứ tiếp cái gì. Đó có lành mạnh không? Nó con em nói là con em á là làm rồi là con em ở trong cái quán đó luôn, không có đi ra ngoài, còn mà mấy người nào người ta đi á, người ta tiếp xong người ta đi luôn, là người ta ở ngoài người ta lại, chứ mấy trong đó là lính trong đó người ta không cho đi đó, là nói gì đó. Chị có biết tiếp khách đó là tiếp cái gì không? Tiếp khách lại thì mấy đứa thì kêu vô chào thì tiếp Uống bia hả? uống bia, nó nói gì đó. Vậy là tới giờ phút này chị vẫn chưa hiểu được cái mức độ công việc của con gái nhà mình đang phải làm là như thế nào đúng không ạ? Rồi thì bây giờ nó Chị có nói biết rồi, không? biết rồi, nó nói vậy. Đúng ra cái thời điểm ban đầu á, con gái nhà mình đi á, là chị phải khuyên con nói để cho con về liền nha. Chứ không phải để cho con đi làm 6 tháng trời đâu. Đúng chưa?
Tại sao thời điểm đó là mình không khuyên con rồi về? cái hỏi nó gì nè, bây giờ con đi làm gì con nói cho mẹ nghe đi. Cái nó nói giờ con đi xuống đây con làm, con nói mẹ đừng giữ nha, con xuống đây con làm, mày hỏi làm gì con đi tiếp karaoke, nói vậy đó. Rồi hỏi tiếp karaoke làm sao, rồi mày đi bằng cách nào, nó nói xe người ta bốn chỗ, người ta lại người ta rước lại tới Bình Dương quán trà sữa đó rước, là hỏi quán trà sữa đó coi con có thiếu nợ, con có mượn tiền gì cho mẹ không, lặn người ta trả, rồi người ta rước con xuống dưới. Rước thêm một con nhỏ ở bên Đồng Nai nữa, là con nhỏ nó bỏ tiền ra chuột về, còn con em chỉ xuống dưới trả tiền xe thôi chứ không có chuột con em gì trơn á, là nó có nói với em vậy. Rồi nó mới nói mẹ ơi bây giờ mẹ mẹ thấy cái giấy này giấy gì không, hỏi giấy gì, nó nói giấy nợ, hỏi mày có làm gì thiếu nợ, nó nói người ta chở con xuống người ta lấy tiền xe. Cái thời điểm đó lâu chưa, cách đây mấy tháng rồi chị? Thì nó đi cỡ chừng tháng là nó điện về đó. Là cái sự việc là rước đi làm quán karaoke. À đi làm quán. Rồi hỏi thôi đi về làm công ty đi con ơi, đừng có làm quán nữa. Tại sao cái thời điểm đó khi chị nghe như vậy mà chị vẫn để cho con chị tiếp tục đi làm? Rồi sao cái không liên lạc với nó được. Không liên lạc tại sao mình không báo công an ngay lúc đó luôn? Rồi không có liên lạc được, cái sau này cái không liên lạc được, cái em mới gầu hoài khóc hoài, cái ông ngoại ông mới nói bây giờ gầu khóc cái gì nữa, giờ nó đi gì chừng nào nó về chứ giờ biết đường nào đi kiếm. Ông ngoại nói em hỏi đó. Chị đang hỏi chị tại sao cái thời điểm đó mình không báo công an? Em đâu có biết đâu mà báo. Xong không biết thì mình phải hỏi. Đâu có biết. Không biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học. Đâu tại có. Sao mà bà con anh em dòng họ làng xóm mình phải hỏi, mình nói câu chuyện nhà mình như vậy để cho mọi người tư vấn mà cho. Bà con dòng họ em hỏi mà em giấu. Mình giấu? Em giấu, em không có biết nha, em giấu là không có nói là cho nó đi, nói là nó đi bán quán em sợ bị la. Em ai la? Bị dòng họ la, nói sao để cho nó đi vậy? Tại sao mình giấu chị? Mà trong lòng em thì em không có cho nó đi, nó trốn đi. Đó là vậy đó. Em hỏi chị này, chị giấu để làm gì? Thì để đi kiếm tiền về cho chị đúng không? Không có, nó không có gửi tiền về cho em không có lấy tiền đồng nào hết trơn á. Chứ mình giấu để làm gì? Thì thấy con mình vậy thì nó đã xuống dưới rồi, bây giờ sợ làm mình nỉ lên gửi sớm đó, người ta biết người ta cười, nói vậy đó. Người ta cười nhưng mà con chị đang nguy hiểm đấy, chị biết không? Thì đó bây giờ Cái nào quan trọng hơn? Thì bây giờ em mới biết, em mới lên tới trên đây đó. Đúng chưa? Chị cảm thấy này, em không phải em chê trách gì chị, em nói ra những cái điều này là chị đừng có buồn. Chị làm vậy là chị đang hại con chị đấy, chị có biết không? Sỉ diện, đúng chưa? Chị sỉ diện đúng không? Chị thấy sợ nó, thấy nó còn nhỏ nè, rồi sợ người ta biết rồi vòng vòng mới sớm ra người ta cười nó, mai cũng bằng dạng nó nhóc rồi sợ sau này người ta về cái người ta cười nó này kia cái nó vậy đó. Nó tại sao mình sợ? Tại sao mình sợ người ta cười mà tại sao mình không nuôi dạy cho tốt từ bé? Mình không cho nó được đi học đàng hoàng. Nghèo khổ chứ. Nghèo khổ gì, mình cứ đổ thừa lý do. Nhiều người còn khổ hơn chị kìa. Nhiều hoàn cảnh còn nghèo khổ hơn chị. Chị đã từng đi làm giúp việc mà tháng 8 triệu là lương rất là cao rồi. Nhiều người em nói chị đừng có buồn nha. Nhiều người người ta ở vùng sâu vùng xa, ở miền Tây nhà mình luôn á. Mấy người mà trong biệt thự đó, trong vùng sâu đó, người ta vẫn cho con người ta đi học, ăn học tới nơi tới chốn kìa. Mình đừng có than nghèo khổ ra nha. Cái hoàn cảnh của mình đâu có phải khó khăn đến mức độ mà không cho con đi học được đâu, đúng không? Chị là chị thiếu hiểu biết, đúng không ạ? Em suy nghĩ không tới. Cái thời điểm đó chị có nghĩ rằng là con mình đi làm xa để mong rằng cuộc sống mình thay đổi hơn không? Không có suy nghĩ gì chứ. Nó nói gì đè, nó nói con đi làm, con phụ bán trà sữa, tới ngày làm căn cước rồi con đủ tuổi con về con làm căn cước, con vô công ty làm. Đó, nó nói vậy đó. Một đứa trẻ mới 11, 12, 13 tuổi chưa biết gì về ngoài đời mà nhà mình dám cả gan để cho bé nó lăn lọc ngoài đời để nó đi kiếm tiền thì đó là cái điều thật sự đáng trách, trách bậc làm cha làm mẹ. Em biết. Đúng chưa? Bé là con gái nè, bé biết gì ngoài đời. Bây giờ chị, bản thân chị năm nay 46 tuổi, chị chưa biết gì về Bình Dương, chưa biết gì về Đồng Nai, chưa biết gì về Sài Gòn. Chị dám một mình chị dám đi làm không? Dám không? Chị có chắc ăn là chị tin những người bên ngoài không? Chị chắc không? Mấy hồi lúc trước thì em cũng tin, mà bây giờ nè em có 2 năm nay là em sợ. Chị đã từng bị ai đó lừa gạt bao giờ chưa? Chưa. Chưa ha? Chưa có. Nên mà chị chưa sợ. Thật sự bên ngoài rất nhiều cạm bẫy, không đơn giản như chị tưởng tượng đâu. Chị đừng có nghĩ rằng là ai cũng thật thà nhá.
Và cái công việc con gái mình đang làm đó là công việc nhạy cảm, công việc vi phạm pháp luật đấy. Chị biết không? Sau ngày hôm nay, chị lập tức chị quay về địa phương, chị trình báo cơ quan chức năng nhanh và luôn. Bởi vì con nhà mình mới 14 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Nha. Quay về báo cơ quan chức năng nhanh và luôn. Không có chần chừ, không sợ mắc cờ rồi, nữa. Mình ở chợ trên đây, mình báo trên đây được không ạ? Con gái nhà mình lúc đi là đi ở địa phương đúng không? Mình về, lúc đi là đi ở địa phương thì mình cứ về địa phương mình trình báo trước. Trước kia con gái mình đâu có ở đây đâu. Trước kia nó ở với ngoại trên đây. Ở là có tạm trú trên đây không? Có ở trên đây, có ở chợ trên đây. Thì mình báo ở trên đây. À, trên đây. Nhưng mà hiện tại bây giờ là chị nghe được cái thông tin là con gái chị đang ở Cần Thơ hả? Ở Cần Thơ, Thái Lai Cờ Đỏ. Do chính con gái chị gọi điện về cầu cứu. Thái Lai, Thái Lai Cờ Đỏ, đường lộ tẻ đi vô. Thì bây giờ mình cứ đến cơ quan chức năng mà nơi chị đang tạm trú. Dạ. Chị trình báo sự việc như vậy thì bên cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn cho chị. Dạ. Là tiếp nhận hồ sơ của chị ở đâu. Dạ. Một là ở đây, hai là ở dưới địa phương của chị. Để bên lực lượng chức năng vào cuộc để cứu con mình ra. Dạ. Anh em thì sẽ vẫn phải hỗ trợ cho chị. Dạ. Bởi vì tới giờ phút này như chị chia sẻ thì con nhà mình hoàn toàn đang gặp một cái sự cố. Có thể là những ngày tháng qua là ở trong đó là bị ép buộc. Nha, chị bên ngoài là chị có thể cười tươi được, chị ăn ngon ngủ ngon được, nhưng con nhà mình thì đang chịu cái sự tổn thương trong đó đó, chị có biết không? Rất khổ. Vậy là khi mình đi bước nữa là mình có hai bé này, hai bé hả? Rồi ông chồng sau là làm phụ hồ hả? Rồi chồng sau có tốt không? Tốt. Có thương chị nhiều không? Thương mà. Đâu cho đi làm, kêu nhà giữ hai đứa này nè. Không cho đi làm ha, chồng đi làm hồ ha. Làm hồ lâu lâu người ta kêu đi làm công viện kế bên, em đi làm diễn tiếng 60, đi làm tới chiều về cũng được 400 ngàn, xài cũng được mấy bữa. Chị thấy bây giờ, chị thấy vậy, chị thấy buồn chưa? Bây giờ em nói ra là chị đã hiểu chưa? Hiểu là hiểu sao? Là hiểu con mình đi làm gì? Tiếp karaoke. Tiếp karaoke nhưng công việc đó có tốt không? Chị biết rồi, em hiểu rồi. Ừ, hôm nay mình về đây mình có sợ là mọi người chê cười nữa không? Sợ không? Mình suy nghĩ kỹ chưa? Dạ, không có sợ. Cứu con được. Đúng rồi, cái thời điểm đó là chị phải nhanh nhẹ lên. Chứ không phải mình xí diện, mình sợ. Mình phải thương con chứ. Con mình đẻ ra mình phải thương chứ. Người ta la là người, làng xóm, anh em dòng họ, người ta la là tốt chứ không phải là người ta la sai. Người ta la thương người ta mới la. Để cho gấp gáp để đi cứu con mình về. Đúng không? Dạ, biết. Em nói vậy chị có buồn không? Không. Em với chị là người dân thôi. Nhưng mà em bức xúc á. Dạ, không có buồn. Ba đứa con. Thật sự tới giờ phút này như vậy thì thật sự rất buồn. Ông xã sao là có đi tìm con mình ngày nào không? Không có đi tìm, không có kiểu như là không có nói tới. Sao thế? Con em nói gì nói, ảnh không có nói tới, không có gì chân. Em không nói, không có cho nói tới con em gì chân á. À. Nói tới gì chân, con em sai đúng gì cũng không nói chân á. Thì sai thì ông xã nói bình thường mà, miễn là thương là được mà, đâu sao đâu. Em cũng không nói con ảnh gì, ảnh cũng không nói con em gì chân á. Ồ, con sao con riêng của ảnh nó vẫn ở chung với mình luôn hả? Ở riêng mà lâu lâu nó lên nó chơi gì đó. Chứ nói chung mà em cũng nói gì tới con ảnh gì chứ. Chị hãy nói một cái điều gì đó tình cảm với con gái của chị đi. Hy vọng con gái của chị xem được video này để sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Em nói là con này chị tâm sự với con đi. Gọi tên con cho. Nói nha, Phúc là mẹ kêu con về. Về lắm đi lên công an lấy giấy tờ, lấy hộ khẩu gì, giấy căn cước về cho mẹ. Mẹ đi làm giấy cho em đi học. Trông chờ con em về mừng. Trời ơi, trông chờ con về để đi lấy giấy căn cước thôi ấy hả? Em hỏi này, 6 tháng trời qua chị nhớ con không? Nhớ là con làm cho con em đi làm căn cước luôn á. Nhớ thì nhớ như thế nào thì chị nói đi. Bây giờ con ơi, con ở đâu? Con báo tin chính xác về cho mẹ để mẹ biết đường, mẹ nhờ công an, nhờ anh em hiệp sĩ để cứu con về. Mẹ rất nhớ con, thương con. Yeah. Mẹ không cần con đi làm kiếm tiền về cho mẹ nữa. Chị nói đi. Giờ con ở đâu? Con ở chỗ nào con về đi, mẹ nhớ con. Mẹ chồng con quậy anh đi về. Mấy đứa em cũng nhớ nữa. Về nhà có gì ăn nấy. Yeah. Chừng nào đủ tuổi đi rồi con đi làm.
ổng nói với nó rồi, nói đi về đi, mẹ không có cho đi làm, khi nào đủ tuổi đi đi làm, mẹ giữ ở nhà làm gì. Chị thấy con nhà mình thiệt thòi không? Em hỏi thật lòng chị này, chị thấy bé nhà mình có thiệt thòi, bé thiệt thòi không? Con em nó hiền, nó không có biết, không có biết xài tiền gì gì đâu. Em đang hỏi chị là chị có thấy là con nhà mình thiệt thòi hơn những con nhà người ta không? Thấy không? Sinh ra và lớn lên đúng không ạ? Thiếu thốn tình cảm của cha. Đúng chưa? Mà lại không được đi ăn học tới nơi tới chốn nữa. Vì cái lý do là nhà xa trường. Đúng không? 11 tuổi phải lăn lộn đi bán cà phê ở địa phương rồi, ở quê rồi đúng không ạ? Để kiếm tiền đúng chưa? 13 tuổi thì lại phải rời quê lại đi làm, mà đặc biệt lại đi lên mạng đi tìm. Mà trong khi đó bản thân chị cũng biết là con mình lên mạng đi tìm, mà vấn đề con mình đi, đúng không? Thì sau đó thì công việc cứ vậy tiếp diễn cho tới hiện tại bây giờ. Đó là cái điều mà đáng buồn, nhưng mà cũng đáng trách. Trách là trách chị, trách là bậc làm cha làm mẹ, trách là bậc phụ huynh không quan tâm con và thiếu hiểu biết, dẫn tới cái tình trạng là con nhà mình bị như vậy. Chứ không phải là trách bé. Không thể trách bé được, bởi vì bé còn nhỏ mà. Cái độ tuổi đó là cái độ tuổi đang được ăn học, được gia đình quan tâm, lo lắng và thương yêu chị ạ. Nhá. Em nói thật đấy, em thì em nói thật, em không thích vòng vo đâu. Ngày hôm nay có thể chị ngồi đây tâm sự với em là chị không vui, không hài lòng, nhưng mà em vẫn phải nói ô con, đỡ con dậy. Trời đất ơi, có sao không con? Rồi, con trai ngồi ngoan cho chú nhá. Sao không con? Con có sao không? Ngoan, tội nghiệp chưa kìa. Ngoan đi, để chú tìm chị hai về cho con nhá. Nhá. Nên mà mong rằng như thế này này chị. Hôm nay chị về đây em hy vọng rằng là chị hiểu được, để chị sáng suốt khi con gái nhà mình về. Chị phải biết cách biết hướng để tâm lý với con, cũng như là tâm sự khuyên bảo con nhá. Bây giờ là con anh con em con chúng ta rồi, đúng chưa? Con nào cũng là con, mình phải thương đều hết nhá. Mình không 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 được là thương con này nhiều hơn và thương con kia ít hơn nhá, san sẻ. Đó là toàn là máu mủ ruột già của mình hết á nhá. Hy vọng rằng là con gái đang ở đâu đó, tới giờ phút này như con chia sẻ là con gọi điện về cho mẹ của con, là con cầu cứu mẹ là bị quản lý gì đó bắt tiếp bia và con không có làm theo thì bị đổ bia cũng như là bị đánh con. Thì con thật bình tĩnh, con gọi về đường dây nóng của các chú các bác công an, trước là 113. Thứ hai thì con gọi về cho các chú các bác đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là 0913785858, thì các chú sẽ ngay lập tức có mặt kịp thời để đưa con về một cách an toàn nhất. Bởi vì tới giờ phút này như con chia sẻ thì có thể là gia đình tới giờ phút này mới lo lắng cho con, nhưng mà tất cả mọi người là cô chú anh chị trên cộng đồng mạng khi mà xem lắng nghe cái video này thì sẽ rất bức xúc và sẽ rất là lo lắng cho cái sự an toàn của con gái. Nên mà con thật bình tĩnh nghe lời chú, con thật bình tĩnh, con gửi cái vị trí chính xác nhất, hoặc là con có thể mượn điện thoại của các bạn nhân viên khác để con gọi về cho các chú các bác công an, sau đó thì con gọi về cho các chú đội hiệp sĩ Thanh Hải, thì các chú sẽ ngay lập tức có mặt để đưa con về một cách an toàn nhất nha con gái. Còn những cô chú chủ quán nào hiện tại mà đang chứa chấp bé, giữ bé thì hãy nhanh chóng thả bé về. Còn nếu cố tình ngoan cố mà chứa chấp hoặc là khống chế bắt bé, ép bé làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật, thì chắc chắn rằng cái khung hình phạt sẽ rất là lớn, sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Bởi vì bé năm nay là mới 14 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Thì rất mong rằng là cái sự việc của chị thì video này sẽ được cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất thì con gái của chị sẽ được về với gia đình một cách an toàn nhất chị nhá. Và em mong rằng là ngay lập tức ngày hôm nay chị về, chị trình báo cơ quan chức năng công an liền nhá, để được sự hỗ trợ của cơ quan chức năng. Bởi vì là con nhà mình là trẻ em dưới tuổi vị thành niên nhá, mình đừng có lơi là nữa. Em thấy chị lơi là quá nhá, cái này trách là trách gia đình nhà mình nhá. Nhá, gia đình nhà mình thật sự em buồn lắm. Em là người dưng nước lã thật, nhưng mà khi nghe câu chuyện ba mẹ cha mẹ như vậy, em thật sự em rất buồn chị ạ, buồn và em thấy thương bé rất nhiều nha. Tại vì có một chuyện này em không dám nói. Nói chị cứ nói đi, chuyện gì? Con em mà lớn rồi, em sẽ bị thằng kia lấy con gái rồi. Thằng nào nữa? Giờ hồ sơ đâu công an nó giữ ở trên đây nè. Thằng nào Thằng nào nó quen trên lại quen trên mạng nữa? Thôi cái chuyện tế nhị đó mình không nói nữa, cái chuyện tế nhị đó thì mình không có đưa lên đây nữa, sợ sau này là ảnh hưởng tới con. này đó em sợ bởi vì Chị thấy chưa, chị thấy cái tác hại của gia thôi đình bây thiếu quan tâm chưa?
Rồi thôi đợt rồi đi báo công an, thưa công an rồi, công an mời lên làm việc giữ giấy tờ em ở trên đây rồi chứ này, giữ giấy căn cước của em rồi giấy khai sinh của nó luôn. Là trong lúc nó mới có 12 tuổi à, năm rồi nè. Thôi chị không được. Nói, thôi mấy cái chuyện này chị không nói nữa, càng nói ra em càng bức xúc thêm. Đó, bởi vì... Chị thấy chưa, bây giờ chị thấy sao rồi, chị thấy bản thân chị là mẹ như vậy đúng chưa? Đúng rằng ngay từ đầu là chị phải nói cho anh em họ hàng bà con biết rồi, trước tiên là người nhà người ta biết để người ta có nó cách có hướng cho chị. Nó trời chung chợ với em, nó nói nó đi làm móng, nó đi đâu, nó đạp xe nó đi, em đâu có biết nó hẹn hò với ai đâu. Chị có quan tâm đâu mà biết. Rồi sau này ông anh em ông chạy xe ôm, xe gáp nè. Ông anh em ông chạy xe gáp, ông mới biết là nó đậu xe trong phòng trọ của thằng đó, mới về kêu em đi tới phòng trọ bóp ổ khóa là mới bắt hai đứa trong phòng. Rồi đó. Thôi cái chuyện đó mình không có nói ở trên này nữa đó, đó. Cái gì qua rồi thì bên cơ quan chức năng họ đang xử lý thì để cơ quan chức năng họ xử lý. Chị càng nói thì càng bức xúc à. Mình làm mẹ, mình đã một lần mình lỡ đò, mình biết là như thế nào rồi. Bây giờ mình cứ như thế thì sao đây? Thôi cố gắng nha, bây giờ trách thì cũng trách rồi, bây giờ biết sao đây. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị xem video này, em rất mong rằng được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị chia sẻ lan tỏa hy vọng một ngày gần nhất thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được bé gái về cho gia đình. Và nếu cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp gia đình để sớm tìm được bé gái. Hy vọng rằng bé gái vẫn đang là an toàn và để đưa bé gái về một cách là bình an nhất. Thì hôm nay chị về đây, chị nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con đúng không ạ? Dạ. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em chia sẻ đăng tải video, câu chuyện, thông tin, hình ảnh của chị cũng như là con gái của chị lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con đó, không? Em mong anh chị đó, tìm con em về. Và toàn bộ câu chuyện chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật đúng, không? Đúng, em đúng. Nếu sai... Nếu sai em chịu với pháp luật. Chịu hoàn toàn, chị chịu trước pháp luật ha. Và chị có nhớ những gì em nói không? Dạ nhớ. Nhớ không? Dạ. Rất mong rằng chị về chị phải suy nghĩ lại đi. Dạ. Nha. Dạ. Việc gì cần làm mình phải làm gấp lên đi. Dạ. Chị có biết việc chị bây giờ chị về cần làm là việc gì không? Em giờ em hỏi anh là bây giờ cái vụ của nó vậy đó. Lúc bây giờ hồ sơ người ta giữ dẫn với giấy khai sinh của nó công an giữ. Rồi bây giờ giấy chứng minh em với hộ khẩu em và công an cũng giữ trên cảnh, thì giờ em chạy lên công an đó em nói được không? Thì bây giờ mình về mình tạm trú ở đâu mình báo công an ở đó trước. Xong đó thì để cho các chú các bác công an là họ sẽ hướng dẫn cho mình cứ làm theo từng bước một. Dạ. Nha. Mình phải tuân thủ. Chứ chữ nghĩa em không biết rồi à. Em đã nói với chị như thế nào, không biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học. Dạ. Nha. Mình tới đó thì bên cơ quan chức năng họ sẽ hướng dẫn cho mình. Dạ. Em nói rồi đó, nếu hôm nay chị về mà chị không trình báo cơ quan chức năng nữa thì em không còn lời nào em nói với chị nữa đâu. Không, thì em về, em nói với ngoại là coi là nó đi vậy vậy đó, rồi lên kêu anh em chở em đi lên dạ nói. Nói ngoại chi nữa? Thì nói ngoại lận đi báo công an đó, lận kêu mình là mẹ, chị là mẹ thì chị đi báo được rồi. Em đâu có biết cái chữ đâu mà làm đơn. Trời đất ơi. Vậy là chị không biết chữ luôn. Em không có đi học lớp nào hết trơn á. Không đi học lớp nào, bây giờ con nhà mình mới học lớp 2 là cho nghỉ rồi. Dạ. Rồi sau này nó lại khổ như chị nữa. Chứ hồi đó em mới có 13 tuổi à, mẹ ruột em bỏ em đi, tới giờ em không biết mặt mẹ ruột em ở đâu luôn. Ba em bây giờ không sống mình vậy đó. Không đi phụ hồ rồi phụ em này kia nọ vậy thôi, nuôi con cháu vậy thôi. Chị thấy đời chị khổ không? Chị thấy cuộc đời của chị khổ 13 không? Tuổi mẹ em đi tới giờ đó. Nhưng mà chị thấy cuộc đời chị khổ không? Bây giờ chị thấy đời con chị khổ tiếp theo chưa? Lấy chồng thì bầu 4 tháng là chồng bỏ rồi đúng không? Rồi đi thêm bước nữa, may mắn sao là ông chồng sau đây vẫn thương yêu đúng không? Khổ lắm thôi. Thôi cố gắng đi. Dạ. Những gì cần nói em đã nói hết với chị rồi. Những gì giúp được chị, giúp được gia đình, giúp được bé em đã tư vấn hết cho chị rồi. Dạ, dạ. Còn tới giờ phút này chị thực hiện hay không là việc của chị. Còn anh em vẫn phải cố gắng hết sức để tìm kiếm cái thông tin để giúp bé. Em ở đây là em giúp bé thôi nha. Dạ. Em thương là thương con mình thôi. Thương bé tuổi đời rất nhỏ nhưng mà chịu rất nhiều bất hạnh, thiếu thốn tình cảm của cha. Đôi khi có mẹ nhưng mà mẹ ít quan tâm, em nói thật đấy nha.
chị buồn em thì kệ chị thôi. Mà tới giờ phút này là phải bươn trải bên ngoài. Tuổi này là tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi, chứ không phải là tuổi đi làm kiếm tiền. Không phải là cái tuổi mà đi ra ngoài đời, ngoài đường bị người ta lừa gạt, người ta ép buộc, người ta đánh đập nha. Khổ lắm. Là hôm nay chị về đây chị suy nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi. Chắc ăn chưa? Kỹ chưa? Chị đăng lên như vậy, nhờ anh em đăng lên vậy, chị có mắc cỡ với bà con nữa không? Ý là em sợ con em nó về sau này ở sớm vòng vòng chợ này người ta cười nó, người ta nói nó đi bán bia rồi này. Bây giờ chị còn sợ nữa không? Bây giờ chị có sợ nữa không? Chị suy nghĩ kỹ chưa? Bây giờ kệ thì ai cười cười đi, giờ không có ấy nữa. Em nói với chị rồi, con nhà mình thì mình lo. Chứ bây giờ mà mình cứ sợ vậy rồi con nhà mình rồi họ chèn ép, họ ép buộc như vậy rồi biết bao giờ họ thả đây. Đúng không? Thôi cố gắng, cuối video này thì em chúc cho chị, chúc đại gia đình nhà mình thật nhiều sức khỏe. Yeah. Và cái điều đặc biệt là con gái của chị sẽ quay trở về một ngày gần nhất chị nhá. Yeah. Rồi xin phép chào hai mẹ con. Yeah. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Dạ, yeah, em cảm ơn anh chị.